Chào tất cả các bạn, bây giờ là tầm khoảng 1 giờ chiều và phía trước các bạn đây là anh Dinh, bạn đồng hành của mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Hôm nay mình với anh Dinh, đói quá đang ăn trước rồi. Đang đi vào trong một cái thác rất là đẹp. Đây là cái thác Làng Giàng, nó có mùa trải Yên Bái các bạn. Mình và anh Dinh đã đi từ rất sớm rồi và cái quãng đường lên cái con thác này thì cũng quả thật là ối dồi ôi luôn. Đường đi ối dồi ôi luôn các bạn. Đường này 100% là xe uy. Mấy cái xe quay vệ xe không có tuổi luôn. Trên cái đá vào cái băng sau kê cái đá. Rồi, biết đây là cái gì không? Đây là cái kèn của anh bán kem này. Vào trong này bán được nhiều kem không anh? Bán được tí nào? Một cái bao tiền? Một cái 2.000, cho em hai cái cho trẻ con. Cái này tự chế anh. Vâng, kem lá được, kem đá gì. Đây, không phải đổi tóc rối đâu anh. Tóc rối là đổi cho nó, vẫn cho nó cả. À, đấy. Nào, ăn thử em ngon không nào. Đây là ở trong bản Làng Giàng các bạn. Ở chỗ kia mình nhìn thấy mấy con ngựa. Tí em gửi tiền anh nhá. Đấy, trong này có hơn chục hộ rồi. Đây có sân bóng xịn đâu này. Cái nhà này là mình nhớ cái nhà cũ của ngày trước, nhà mình cũng ở cái nhà mà có cái ván thông như thế kia. Ở thì rất mát. Anh chở kem mà đi xe này vào được giỏi đấy. Đây cho cú này cái nữa anh. Cho cú này que nữa. Anh là công an mật đúng không? Anh công an mật vào đây điều tra đấy đúng không? Bây giờ là tầm khoảng 11 giờ và anh em chúng mình đang tiếp tục hành trình đi vào cái thác đây. Các bạn có thể thấy ở đây là một cái lán này. Lán này là lán không biết là trồng cái gì của người ta. Ở đây có ít xong nồi bát đĩa. Đấy. Ban đêm thì mấy ông đi rừng sẽ ngủ ở đây đúng không anh? Người ta đi rừng chưa về. Lán này rất là đẹp luôn. Đây có cái suối này các bạn này. Nước ở trong này. Bây giờ mình sẽ phải lội suối các bạn ạ. Không sao. Wow, mát. Mát thực sự luôn. Đi này ướt giày không sợ các bạn. Ướt giày đi tầm 10-15 phút nó lại khô rồi. Suối đẹp thế nhỉ anh nhỉ. Suối đẹp quá anh Dinh ạ. Suối đẹp không ạ?
Đây là cái con đường xuống thác. Trời vừa mưa xong nên cái đường này nó rất là ẩm ướt các bạn. Đi không cẩn thận là rất dễ bị ngã. Mình đã nghe được rõ cái tiếng thác có chảy rồi, không biết các bạn có nghe thấy không. Ôi. Cố lên anh ơi. Sau bao nhiêu là cố gắng thì hai anh em mình đã gần đến nơi rồi. Bây giờ sẽ đi qua nốt cái nương thảo quả ở dưới này là đến được thác. Cái này mà lũ về nước nó to phải biết luôn. Anh nhỉ? Chào tất cả các bạn. Bây giờ là tầm khoảng 1 giờ chiều và phía trước các bạn đây là anh Dinh, bạn đồng hành của mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Hôm nay mình với anh Dinh. Anh Dinh đói quá đang ăn trước rồi. Đang đi vào trong một cái thác rất là đẹp. Đây là cái thác làng Giàng ở nó có mùa trải Yên Bái các bạn. Mình và anh Dinh đã đi từ rất sớm rồi và cái quãng đường lên cái con thác này thì cũng quả thật là ối dồi ôi luôn. Đường rất là khó đi. Đây có một cái gốc cây rất là to, phù hợp để mình sống ảo. Một lúc nữa thôi mình sẽ sống ảo ở những gốc cây này. Và các bạn nhìn thác đẹp không này. Đó. Quá là xịn sò luôn này. Wow. Trời hôm nay rất là nắng, thời tiết rất là thuận lợi luôn các bạn. Đi chơi thác mà trời nắng này thì còn gì bằng nữa. Anh Sinh ơi, cười lên, cười lên. Nước hết ý luôn các bạn, mạt lắm đấy. Wow. Đi lên đây thì thực sự là một cái quãng đường đi rất là khó khăn đối với hai anh em mình, nhưng mà cuối cùng mình đã vượt qua để đến được cái con thác này. Thật là vinh dự khi là mình là người đầu tiên đưa những cái hình ảnh của con thác này lên trên mạng xã hội YouTube ấy. Đây là đồ ăn trưa của anh em mình đấy các bạn nhá. Gồm có xôi gấc này và ít thịt, ít vừng, lạc nữa. Sáng nay mình đi thì mình có ý định là làm một con gà lên đây nướng ấy, nhưng mà anh Dinh anh bảo là lên trên này đường nó xa với lại là lên trên này nướng gà thì sợ tối không về kịp ấy, nên anh em mình quyết định là mua những cái đồ ăn nhanh thôi. Bảo đói rồi ăn vào nhở. Em để Coca ở dưới kia tí lạnh anh em uống. Mang về uống quên luôn. Hả? Chưa lạnh đâu. Ngon không anh? Ngon. Ở nhà cơm gà cơm thịt ngon thì ăn thì thấy bình thường. Đến một cái thác đẹp như thế này mà không tắm thì hơi bị phí luôn. Anh Dinh ơi, tắm không? Tắm không? Tắm nhá. Tắm ở dưới này thôi. Tắm ở dưới chỗ này thôi, chỗ này sâu á. Chỗ này sâu lắm mà hai ông không biết bơi. Dinh bảo là vào trong kia thì anh mới vào.
À, nhớ ra là còn lon coca nữa. Bây giờ đi lấy lon coca uống các bạn. Đây, lon coca mình lúc nãy để đây. Ui, mắt lạnh luôn. Mắt lạnh luôn các bạn. Đây còn chai nước lúc sáng mình đi uống dở à. Mời các bạn uống nước nhá. Cái thác mình đang đi là ở nó có, nhưng mà người ở trong nó có thì rất ít người biết cái thác này, bởi vì là nó ở quá xa luôn mà. Có phải ở gần đâu các bạn. Nếu mà ở gần thì ví dụ hôm nay là một ngày hè, trời nắng thì sẽ có rất nhiều người vào đây để cắm trại, nướng gà các thứ, tắm suối các thứ rồi. Nhưng mà hôm nay ở đây chỉ có hai anh em mình thôi. Chỗ này nó rất là nguyên sơ luôn. Lúc ấy mình đi ở lên trên, lúc ấy mình ở trên cái đỉnh thác này. Đỉnh thác này cái con suối nó cũng đẹp. Nói chung là con suối nó sạch, nước nó trong xanh. Đây là anh Dinh chuẩn bị chụp ảnh các bạn nhé. Sơ vi đóng thùng, tắp vượt kèo các thứ, rất là đẹp trai luôn, được chưa? Ok chưa? Ok nhá, để chụp nhá. Nào, một hai ba nào, hai ba nào, hai ba nào. Ok, đẹp luôn, không phải xếp lại, đẹp luôn thì đây đây. Vừa chụp ảnh check in ở trong cái thác ở phía dưới gốc cây là đẹp lắm các bạn ạ. Bây giờ là mình với anh Dinh sang bên bờ bên này chuẩn bị tắm suối với là chụp thêm một số bức hình sống ảo nữa. Mới khi đến được một con thác đẹp như thế này. À đâu, đấy cái lon nước. À đấy, ý quên có lon coca của mình để lon coca ở đây các bạn. Anh Dinh ơi, tắm suối, tắm suối. Rét à? Mặc dù mình là cái thằng không biết bơi nhưng mà mình rất là máu tắm suối luôn các bạn ạ. Wow, suối ở đây nó chảy xiết á, nhưng mà kiểu gì kiểu vẫn phải cố trải nghiệm ngâm người ở đây một lúc rồi về. Ôi, nước trong. Quá là trong luôn đi. Rồi. Đấy, tất rồi. Uầy, nước ở đây phê lắm các bạn ạ. Ở mát thôi nhưng mà ở trong này nó sâu quá. Mình không dám tắm thì mình tắm ở ngoài thôi. Gọi là tắm nhưng mà thực ra là ngâm người dưới suối cho cảm nhận được cái thiên nhiên nó mát mẻ, không khí trong lành ngày hè. Chứ thực sự vào trong cái thác kia thì nguy hiểm lắm, mình không vào đâu. Uầy, mát ơi là mát luôn đấy. Đấy, bây giờ hai anh em mình bắt đầu về này. Bây giờ về là rất sợ là trên cái đầu nguồn này nó mưa phát thì cái nước này sẽ nhiều mà hai anh em mình phải băng qua ngay trên cái chỗ đoạn miệng thác kia kìa. Tầm khoảng 10-20 mét thôi là mình phải băng qua con suối ở trên đấy để về. Đoạn này nước các bạn thấy bọt tiếc, bắn tung tóe, sóng xiếc vỗ bờ. Đang đi lên rừng thảo quả, các bạn thấy anh Dinh ở trên kia. Chắc không thấy đâu. Thế lúc xuống thì không thấy mệt thôi, nhưng mà lúc lên thấy mệt thật. Cái thác kia các bạn. Đi lên mệt ơi là mệt. Mà ở trong cái rừng thảo quả này này, đi rất cẩn thận luôn các bạn nhá. Anh Dinh bảo là ở trên này người ta đặt bẫy nhiều. Để các bạn thấy thảo quả không? Các bạn có nghe tiếng chân thác nó đổ lên dưới này không? Đoạn này đi không cẩn thận chỉ cần sẩy chân một phát thôi là xuống dưới thác kia luôn. Wow. Thác ngay dưới này.
Kia là miệng thác rồi các bạn ạ. Lúc buổi sáng ấy, mình với anh Dinh đã đi qua đây rồi. Nhưng mà lúc đấy là nó hơi muộn rồi nên không kịp vội quay cho các bạn. Ở cái trên này cũng đẹp. Trên này nước trong, xanh, mát. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy cầu sáng nay mình với anh Dinh đi không? Đây, nó đây này. Quả cầu quá là chất lượng. Cái video này thì mình cũng xin tạm dừng lại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh Dinh ơi, chào chào em ạ, chào chào chào. Rồi, chào nha. Chào với tay đây. Đấy. Chào nha. Ok. Chào tất cả các bạn. Đấy, cái này luôn. Tắt đường thôi. Thế mà không tắt đường. Nhìn đường ấy anh ơi. Ủa, ủa. Em xuống nhá. Ủa, đây đi. Đây đi. Đây. Kia giật tí ngã gì đó. Đi về xuống trước rồi mà anh đi chuyển táo là đụng cú lại đường nó tàn như thế này, lại còn mưa nữa thì gọi là chưa góc như thế này nhưng còn mưa nữa thì tàn dê như thế. Ui bùng. Ui trời ơi mẹ. Số anh đỏ chưa gãy chân. Cầu này chắc tải đéo được 3 tạ đâu. Tải nhớ. Đi. Đấy. Đây là cái quả đường mà mình với anh Dinh đang đi về. Mình hốt quá quyết định là đi bộ từ đây xuống dưới cái hủm dưới này. Chưa đi cái này rụng tim ra mất. Đoạn này toàn bụi các bạn này. Đi nó cứ dê dê đi ấy. Sợ ơi là sợ. Chẳng nhảy, quá nhảy luôn. Úi xôi ơi. Em xuống. Đây, đi. Kìa rồi, cái đường bê tông kia rồi.